Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lý Đạt Gaming. Thì trong The Lim Lý Soccer hôm nay, Đạt sẽ đá tiếp đội Barcelona, đội bóng cũng khá mạnh 5 sao. Quý vị và các bạn xem nhớ like, subscribe và chia sẻ cho kênh của Đạt ngày càng phát triển nhé. Vì Đạt đang từng ngày từng giờ hoàn thiện mình vì cái niềm đam mê trên YouTube, nên quý vị và các bạn ủng hộ Đạt. Và Đạt xin chân thành cảm ơn trước, cảm ơn rất nhiều. Và trận đấu giữa đội Lý Đạt FC và Barcelona bắt đầu. Chúng ta sẽ vào đội hình, đợi trong giây lát. Thì thông thường thì đúng khung giờ là Đạt sẽ quay lại những trận đấu hay, hấp dẫn, những bình luận vui cho quý vị và các bạn xem. Kính mong quý vị và các bạn ủng hộ cho Đạt. Đạt từ đáy lòng chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào đội hình chính, thì thường thường Đạt đá với đội hình 4-3-1-2. Trong đó cặp tiền đạo chủ lực của xuất sắc nhất thế giới hôm nay là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tiền vệ lùi, tiền đạo lùi là Neymar, và ba tiền vệ là Gareth Bale, Pogba và Mohamed Salah. Marcelo, Ramos, Pique, Daniel Alves là bốn hung thần chứng hậu vệ của câu lạc bộ Lý Đạt FC. Và thủ thành nổi tiếng không ai khác đó chính là ĐNG. Và chúng ta sẽ vào trận đấu. Thì như thường lệ là Dembélé là tiền đạo của Barcelona, Rafinha, Alan Mogomet, Arthur, Busquets, Vidal, Semedo, Langes và nhiều cầu thủ khác. Thì Đạt sẽ đá với đội hình trong màu áo màu đỏ cùng nâu, tất đen và giày đỏ. Trận đấu được bắt đầu. Trước khi trận đấu được bắt đầu thì kính mong quý vị và các bạn nhớ đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh của Lê Đạt Gaming ngày càng phát triển nhé. Đạt xin chân thành cảm ơn. Hai đội ra sân với tinh thần rất phấn khởi. Và Barcelona chơi đội hình 4-3-3. Đạt đội hình của Lê Đạt FC là 4-3-1-2. Trận đấu bắt đầu. Như thường lệ, Ronaldo bắt tay với đội bạn khá nhiệt tình. Arthur, Gareth Bale, Ronaldo không được. Neymar qua người. Một cú vùng chân của Neymar nhưng không thành công. Neymar rất tự tin dẫn bóng nhưng cú sút cuối cùng của anh đã đi vọt xa. Silesen, người chân giữ không thành của Barcelona hôm nay là một thủ môn trẻ rất triển vọng. Silesen, Neymar có bóng. Messi bấm bóng cho Cristiano Ronaldo rất khéo. Quá tuyệt vời. Không được. Gareth Bale truyền cho Ronaldo nhưng không thành công. Dembélé. Rất tốt. Arthur. Liệu đội bạn có mở tỷ số hay không? Không được. Pique đã chặn được bóng. Semedo, Gareth Bale một thoáng chần chừ đã bị mất bóng. Không, thưa các bạn, Sergio Ramos đã phạm lỗi trong vòng cấm địa và như vậy là penalty cho Barcelona. Đứng trước công thành là Vidal. Vidal đã mở tỷ số cho Barca.
quá chuẩn. Và tỷ số 1-0 nghiêng về Barca trước Lê Đạt FC. Messi. Messi chọc khe cho Ronaldo, quá tốt. Không vào. Cũng không vào, hai lần dứt điểm liên tiếp của Cristiano Ronaldo. Bóng đã không đi vào khung thành. Sergio Ramos chuộc lại lỗi lầm. Và rất béo, quá tốt. Không vào, Silicon ngã người móc. Đỡ bóng rất. Và tỷ số hiệp 1 đã kết thúc với 1-0 nghiêng về Barcelona. Quý vị và các bạn tạm nghỉ phút giải lao. Trong khi hiệp 2, hiệp 2 thì có nhiều sự thay đổi người như sau. Solares thay cho Neymar. Mbappe thay cho Salah. Và Rakitic thay cho Pogba. Những cái tên nổi tiếng của nhiều cầu thủ, nhiều câu lạc bộ đã được huấn luyện viên Lê Đạt tung vào sân. Và hiệp 2 bắt đầu. Thì hiệp 2 bắt đầu, các bạn nhớ đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho kênh của Lê Đạt ngày càng phát triển nhé. Messi. Messi đi bóng. Không được. Đội bàn phòng ngự rất chắc chắn. Ronaldo chơi rất đồng đội. Wow, như vậy là Messi đã cân bằng được tỷ số 1-1. Ronaldo kỹ thuật rất cao. Các bạn nhìn lại pha bóng tuyệt vời của Ronaldo. Các bạn nhìn lại pha đưa bóng, chuyền bóng cho Messi rất kỹ thuật. Một pha vùng chân kỹ thuật. Pha đẩy bóng nhẹ nhàng cho Messi mở tỷ số. Mbappé lấy bóng. Mbappé. Messi tốc độ. Không được. Hậu vệ đội bàn đá rất chắc chắn. Không được. Arthur. Tiền vệ trung tâm Arthur hoạt động rất rộng. Mbappé. Messi. Ronaldo. Chuyền bóng cho Garbel. Wow. Như vậy là Garbel đã nâng tỷ số lên 2-1. Huấn luyện viên Lý Đạt FC tỏ ra rất hài lòng. Một pha khống chế bóng và dứt điểm mẫu mực bằng chân trái của Garbel. Đúng là như vậy. 2-1 rồi, thưa các bạn. Ronaldo. Hôm nay Ronaldo kiến tạo khá nhiều nhưng anh ta chưa có bàn thắng. Ronaldo cuối cùng cũng đoạt được bóng. Messi rất tốt. Đội bàn đã chơi xấu, phạm lỗi vàng. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với không qua được hàng rào. Marcelo.
rất tốt. Không được, Messi đón bóng hơi muộn. Và tỷ số đã được 2-1. Trận đấu đã kết thúc. Và người ghi bàn hôm nay chính là Messi. Và Messi cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay giữa Barcelona và Lida FC 2-1, phần thắng nghiêng về Lida FC. Chào tạm biệt và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tuần đấu sau. Trước khi chào tạm biệt, các bạn nhớ đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ cho kênh của Đạt ngày càng phát triển nhé, để có nhiều video hay hơn và nhiều bình luận hấp dẫn hơn. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.